Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì mới hôm qua cho đến sáng hôm nay thì quá trời người vô hỏi Tân là có một nhân vật nói rằng là sử dụng phong thủy để chấn yểm showbiz, sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ. Thì có thật sự là vậy hay không? Thì đây là một trong những người đại diện cho xà lơ phái, chỉ có xà lơ phái thì mới tuyên bố một cách hàm hồ như vậy thôi. Thứ nhất, các bạn phải hiểu tôn giáo cũng như là các đạo giáo, người ta phải có lịch sử cũng như là sự hình thành của người ta phải từ những cái chân thiện mỹ, cái tấm lòng người ta phải bác ái rộng lượng thì người ta mới làm thầy, người ta mới đi làm phong thủy. Trong quá trình mà người ta làm phong thủy chứng nghiệm đó, có những chuyện người ta gặp những cái gia đình không biết điều, người ta phải loại bỏ tất cả những cái tạp niệm tà tâm để người ta không có hận thù. Từ đó người ta mới giúp cho người đời chứng yểm phong thủy nó tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ không phải là phù chú, nó không là cái gì để mà chứng yểm người khác hết. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là ở trong cái thế giới của hào nhoáng, của sân khấu, người ta sử dụng phù chú từ rất lâu rồi. Cái bạn nó không là tuổi gì với những người mà người ta sử dụng phù chú thuộc dạng tà thuật đen. Thật ra thì những ai mà biết về cái thế giới nghệ thuật thì bạn cũng biết rằng là người ta cũng tâm linh vô cùng. Thì người ta có tổ nghiệp của người ta. Người ta có những câu chuyện lịch sử từ rất là lâu đời. Không có một cái thằng nào mà tự nhiên ở đâu mà đi vô chứng yểm mà sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ chứng yểm. Tại vì không có cửa. Có những người trong cái thế giới showbiz nghệ thuật á, người ta đi theo hướng tâm linh là chuyên sâu. Tại vì người ta có cái căn duyên để người ta gặp những người thầy rất là cao, do ta nổi tiếng. Hai nữa là người ta cũng có sự tìm hiểu để mà giúp cho người ta phát triển trong cái ngành nghiệp của người ta. Cũng như bên Thái Lan, bạn biết là có một cái phù thuật, đó là thư ếm trên cái đầu lưỡi, sử dụng bùa quỷ để thỉnh con quỷ đó lên. Thư ếm trên đầu lưỡi bằng máu với lại cái giấy giác vàng để giúp cho cái người MC nói chuyện có duyên. Rất là nhiều MC Hồng Kông, Thái Lan đi làm cái phù thuật này. Cho nên từ lâu rồi, trong cái giới hào nhoáng đó, người ta làm quen với lại tâm linh còn hơn cả người ngoài. Thì cái bạn mà tuyên bố tầm bậy tầm bạ nó gọi là xà lơ phái. Bạn không cần phải quan tâm hay là sợ hãi gì hết. Thứ hai, một vị tướng tài á. Tại vì sao? Một người thầy Pháp cũng giống như một vị tướng đại diện tâm linh cho cái tôn giáo, đạo giáo của họ. Mà đã là tướng ra trận, người ta không có hô hào nói trước là người ta làm cái gì. Thì đó mới là cái người mà mình cần phải đề phòng, phải sợ. Còn cái người mà hô hào trước cộng đồng muốn nói gì nói thì bạn khỏi phải sợ. Nó trẻ trâu. Ha bạn ha. Thì Tân kể một cái câu chuyện tâm linh trong giới showbiz mà Tân biết để bạn hiểu hơn là có những điều rất là kỳ bí trong cái thế giới này nói chung và cái thế giới nghệ thuật nói riêng. Thì hồi xưa đó các bạn, Tân có những cái dịp mà mình được cộng tác một số cái sân khấu. Ở đây cộng tác không phải là mình làm gì đó ghê gớm, mình không phải diễn viên, không phải nghệ sĩ. Nếu như nói từ cộng tác thì mình cũng chỉ là cái thằng nối dây âm thanh thôi. Đó là một trong những cái công việc đầu tiên mà mình được gia chạm tại sân khấu. Thì lúc đó là mình nói dây âm thanh ở tại sân khấu Hòa Bình. Thì thời điểm đó mình có gặp một cái ông. Ông này là ngày nào cũng vậy. Ông làm bên chỉnh nhạc. Mà không một ngày nào sân khấu sáng đèn là xã hội đen không tới tìm ông. Trong giới thì nói vậy bạn, một khi mà bạn nổi tiếng, bạn có ánh hào quang rồi, câu chuyện tâm linh bạn nó khác. Còn một khi bạn chưa nổi tiếng thì có rất nhiều người họ mượn cái ánh hào quang, gọi là le lói ở bên ngoài để họ đi mượn tiền. Họ sống cái cuộc sống lây lứt như vậy, rày nay bay đó. Có người thì thích cờ bạc. Thiệt, bạn đi đoàn phim ngày xưa bạn thấy có cái thùng này ngồi đánh bài với nhau hoài. Đề đớm rồi tệ nạn mà cũng đầy. Ai mà người biết giữ thân mình thì có cơ hội phát triển. Còn ai mà không biết thì sa lầy vào những cờ bạc rượu chè.
thậm chí là trai gái nữa. À, thì ông này ông là bên chỉnh nhạc, mà không có thấy ngày nào mà xã hội đen không tìm ông, mà ông diễn còn hơn cả diễn viên nữa. Ông diễn còn hơn diễn viên nữa. Tân lấy một cái vị trí, câu chuyện ngày hôm nay một vị trí, một người rất bình thường, không tên tuổi nhưng có tham gia nghệ thuật, để nói các bạn tâm linh nó nhen nhóm, nó le lói từ cái vị trí thấp nhất mà người ta còn biết sử dụng tâm linh, chứ huống hồ những người gọi là đạo cội thì người ta sử dụng cỡ nào các bạn ha. Đó, ngày nào xã hội đen cũng tới mà ông gặp xã hội đen, ông diễn còn hơn cả một vở kịch. Tân mà ngày xưa Tân đi vô, Tân nói với âm thanh cho công ty. À, bên đó họ thuê cái dàn âm thanh bên mình đi nói dây. Thì Tân coi ổng diễn cách cho xã hội đen mà nó còn hay hơn coi sân khấu nữa. Chỉ cần mà dân anh chị mà vô ổng gặp cái là ổng kiểu vậy nè bạn. Ủa? Đi đâu đây? Đi vô đòi nợ ổng đó. Mà ủa đi đâu đây? Trời ơi ăn gì chưa? Khỏe không? Vô đây anh nói cho nghe nè, anh rót nước trà cho uống. Có nghĩa là ổng làm mà lúc đầu Tân tưởng là bạn bè chí cốt ở đâu mà gặp lại chứ không biết là tới quýnh ổng. Sao đen tới đòi nợ mà Tân tưởng là ổng gặp lại anh em trong nhà ổng không á. Trời ơi, đi đâu đây? Trời ơi, cái mặt nha, dạo này trẻ ra nha, mà ổng chưa gặp thằng sao đen nó ngày nào nha. Mà ổng như thiệt. Cái ổng dẫn vô trong phòng, ổng rót trà. Ông nói cái gì vậy Tân không biết. Cái đi ra Tân thấy mấy thằng xã hội đen khóc quá trời khóc luôn. Khóc bù lu bù la mà Tân không hiểu chuyện gì. Mà mình ngày xưa Tân đi làm, bạn biết mình là cái vị trí mình thấp cổ bé họng. Đâm ra mình thấy người ta mình cũng không dám hỏi. Nhưng mà nhiều lần cứ vậy hoài mình thắc mắc chứ. Tại tuổi mình còn trẻ mới 18 đôi mươi. Mình thấy sao cha này ngộ quá ta. Ngày nào bà con cũng tới hết trơn mà sao bà con ai cũng khổ chứ. Bà con mặt bậm trợn đi tới mà sao đi ra cái khóc. Khóc quá trời khóc luôn. Một ngày Tân hỏi thử. Tân hỏi thử cái ông mà làm đòi nợ đó. Tân hỏi ủa anh là gì của ổng mà sao anh khóc dữ vậy. Nói trời ơi tôi tới tôi đòi nợ. Ủa vậy hả? Anh đòi nợ? Ừ tôi đòi nợ. Đòi nợ muốn anh hay sao mà khóc như ổng có. Thấy ổng tội quá em trai. Ủa ổng tội là sao anh? Ừ anh không nỡ anh đòi, anh nãy mới móc ra 2-3 triệu anh cho ổng thêm đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì kỳ cục vậy? Đó, Tân thấy vậy cái từ đó Tân mới để ý ổng. Tân để ý tại mình cũng muốn học nghề. Hồi xưa mình chưa có định hướng. Mình thấy sao ông cha này hay quá ta. Đi mượn nợ người ta tới đòi nợ mẹ. Mà mẹ nói chuyện hồi sau thành cái người ta cho tiền mẹ, người ta còn khóc cảm động đi về nữa. Trời ơi. Cái màn này lần đầu tiên mới thấy nha. Cái vô mới nói chuyện, nói chú làm sao mà người ta tới đòi nợ chú mà người ta không đánh chú. Tại đánh một cái là đủ việc bạn, sân khấu dưới toàn nghệ sĩ lớn diễn không à. Lúc đó Tân còn nhớ hình như là kỷ niệm live show của một nghệ sĩ cải lương rất là lớn. Đài diễn đâu 3-4 đêm ở nhà hát Hòa Bình á. Không đêm nào sao đen không tới. Mà ổng nói chuyện sao mà người ta còn khóc cho tiền đi về nữa. Không đánh ổng. Cái mình hỏi, ông mới nói bí mật. Mày hỏi để làm gì? Nói thì hỏi để biết. Lỡ chú có sử dụng tà thuật phù chú gì né chú ra. Thì nhiều lần gặp nhau ở nhiều sân khấu sau đó. À, thì ông thấy tính mình nó cũng dễ thương. Đâm ra ông mới nói là nói chú em nghe, tôi không có phải là tà thuật. Mà vì cuộc sống mưu sinh thôi. Tôi là danh môn chánh phái. Đúng là tôi có sử dụng phù để khiến cho người ta thay đổi chuyển ý ngay tức thời, xin thêm một ít ngân lượng để tồn tại qua ngày thôi. Nhưng mà tôi có mượn tiền của người ta không bao giờ tôi trả. Thì đó là cái nghiệp chướng của tôi, bởi vì tôi mê cờ bạc. Ông nói chuyện thẳng vậy. Thì Tân mới hỏi, tôi mới biết ổng là người Hoa. Đạo ổng là ngũ đậu mễ đấu. Ngũ đậu mễ đấu sau này Tân tìm hiểu là một trong những nhánh đầu tạo ra bát đại quyền thuật của Trung Hoa. Thật ra nghe thấy ghê vậy thôi, nhưng mà có những người ta học đạo đến tận gốc là thông thiên trời đất. Nhưng mà có những người giống như ông này vậy đó, sử dụng ba cái phù thuật của tổ sư gia truyền lại để đặng mà kéo dài cái sự sống của mình.
Không có cố ý làm ăn hay giúp đỡ ai, nhưng mà cũng không hại ai. Nhưng mà cuộc sống khó khăn quá, có mượn tiền thì khất lại bằng phù chú, mượn tiền luôn dân xã hội lại vậy đó bạn, là có thật. Thì Tân theo Tân tìm hiểu Tân mới biết là ổng có phù thuật trong người, đạo là ngũ đậu mễ đấu. Thì tại sao người ta gọi là ngũ đậu mễ đấu, là vì khi bạn vào đạo bạn phải nộp năm đấu gạo. Tại vì từ xa xưa tổ tiên của họ lại vậy rồi, nghĩa là khi mà vô là phải nộp năm đấu gạo đó. Thì Tân mới về Tân móc năm đấu gạo gia đình tới. Tân không phải người trong đạo ổng, nhưng mà mình tới để mình học hỏi về những cái phù thuật đó. Thì Tân mới hỏi là có ai sử dụng những cái phù thuật này mà làm chuyện bậy giống như ông không. Ổng thì ai bậy nha, tôi không có hại người nha, tôi chỉ bảo vệ bản thân mình thôi nha. Với lại những ngày tháng đi bấm vậy, tôi thấy như nghệ sĩ diễn, tôi học tôi diễn để cho đời tôi đỡ khổ, nó quýnh tôi ngay tại đó tôi bị đuổi việc làm sao, chứ tôi đâu có làm gì bậy đâu. Mà nhưng mà phù thuật có sử dụng ác, gọi là ma thuật, ông mới nói mình đó là ma thuật. Trong cái giới mà diễn viên hay những cái lễ bầu show là có, là chuyện bình thường. Thì ông kể Tân nghe một cái câu chuyện xa xưa của người Hoa của ông, là hồi đó bạn biết á, là ông biết một cái người là sư thúc của ổng, là cũng trong danh môn chánh phái mà cũng làm nghề liên quan đến biểu diễn. Thì hồi xa xưa đó đó, cái người sư thúc đó của ổng là có một cái gánh hát nhỏ biểu diễn tại bên Trung Quốc, là đi khắp nơi để mà diễn ở những cái vùng nông thôn đó. Thì ổng có hai màn diễn thôi, một là diễn hát hò quảng, hai là diễn cho trẻ em coi. Diễn cho trẻ em coi thì ổng có cái tài, ổng đục đẽo ra những cái con vật để mà ổng diễn Hằng Nga với lại Thỏ Ngọc. Thì ổng đục ra những cái con Thỏ Ngọc bằng gỗ rất là đẹp. Và cái gánh hát của ổng á, là đi đến đâu cũng ăn nên làm ra hết. Có những chỗ cái vùng đó nó hẻo lánh đến mức mà không thấy có người, nhưng mà gánh hát nó đi ngang nó rao một cái thôi là đêm đó tự nhiên quá trời người tới coi. Là con người nha, không phải là ma tới coi đâu. Cái nào ma Tân nói ma, cái nào người là Tân nói là người. Thì có rất nhiều người thời đó người ta không hiểu lý do tại sao giữa đồng không mông quạnh mà đi rao, nhưng ban đêm đó khi mà lên đèn thì những người dùng đó họ biết họ tới. Thì có nhiều người gánh hát khác đó, người ta đi người ta hỏi, ủa tôi thấy nó đi ra ngoài đồng nó rao không à, sao tự nhiên quý vị sao nghe được mà tới coi. Thì những người xung quanh nói đâu có, tôi nghe có tiếng người con gái hát rất là hay, tụi tôi ở trong nhà đang làm bận bịu gì chứ mà nghe hát hay ra coi thì thấy người con gái đi lẩn dẩn đây nè. Sau đó mới nghe cái tiếng chào là đêm nay có gánh hát, nếu như là 246 là diễn cái tuồng của người lớn, 357 là trẻ em ra coi Hằng Nga với Thỏ Ngọc. Và tụi tôi mới ra. Thì những gánh hát khác ta để ý mà, ta để ý thì đâu có thấy người con gái nào rao đâu, không có ai rao hết trơn á. Thì người ta mới vô người ta tìm hiểu, tại vì hồi xưa đó chủ những cái gánh đó, họ đều có phù thuật hết. Bởi vì họ đi rày đây mai đó, họ phải biết bùa chú để trấn yểm ma quỷ, họ biết nơi nào có dông không có dông thì họ tá túc qua ngày. Cho nên là họ có phù thuật hết. Thì nhiều người ta nghiên cứu, người ta để ý, người ta mới thấy là ổng có một cái dông. Cái dông này là một dông nữ. Khi mà ổng ra ngoài đồng, ổng mượn cái dông nữ này nè, ổng thi triển cái dông đó đi vô trong làng mạc để mà rao giùm ổng, dùng cái lời rao của quỷ để mà thu hút người xem về ban đêm. Thì những cái người gánh hát khác người ta biết, thì người ta ganh tị, người ta tìm thầy pháp để chứng kiểm. Đây là người ta hại nhau đó các bạn. Tại ổng kiếm tiền được từ cái chuyện đó. Cái giọng hát của người âm nó lạ, cái giọng hát xuất phát từ quỷ nó lạ, làm cho người khác thu hút. Nó gọi là cái giọng âm thanh mê hồn của quỷ đó. Thì người ta tới người ta nghe. Thì ban đêm á, những người thầy pháp ta được mướn, được thuê đó, ta ngồi đó người ta coi. Người ta coi một cái tuồng ổng diễn, thì người ta thấy cái người con gái ra diễn đó, là người không phải ma. Là người không phải ma. Sau khi diễn xong, người con gái có giới thiệu, cha con tôi là gánh hát nhỏ, đâm ra là thành viên không có lớn, chỉ diễn được một cái tuồng như vậy thôi, những trích đoạn nhỏ, mong bà con thương tình ủng hộ, bỏ tiền vào lon.
Thì những người thầy Pháp thắc mắc dữ lắm. Ủa, mình có nghe lộn không? Đây là người mà. Tại vì bạn thầy Pháp mà ma họ sẽ biết, nhưng mà người thì họ sẽ thấy biết là người. Đó, thì họ mới về họ báo lại. Họ thấy cái này là phải là ma đâu, là người. Thì hai bên đó, bắt đầu tò mò, tìm hiểu sâu vô nữa. Thì bạn biết ông này ngày xưa có một đời vợ, có hai đứa con sinh đôi là con gái. Ông bóp mũi một đứa. Ông biết cả hai đứa này sinh ra đều có máu nghệ thuật và tương lai đều sẽ hát được. Ông bóp mũi một đứa. Ông làm một cái hình nộm đứa còn lại. À, có nghĩa là ông giết một để phù hộ cho ông với lại đứa em hoặc người chị gì đó, để mà sử dụng cái vong hồn đó để hát dọc đường cho ma quỷ nó tránh ra, để nhờ cái giọng hát đó thu hút người ta tới. Còn cái người chị sinh đôi hay là người em sinh đôi mà diễn chung với ổng đó thì là hát cho người dương coi. Đâm ra gánh hát nó đi đó, vào ban đêm khi mà ổng ngủ với lại cái cô mà con gái ổng ngủ đó, thì vong hồn của người sinh đôi đi vòng vòng ở trong cái khu đó để mà nói vô giấc mơ của những người khác tới đó mà nghe cái gánh hát này diễn. À, thì ổng hóa ra là một người sử dụng tà thuật để kiếm tiền. Các bạn thấy từ một gánh hát rất là nhỏ, thật ra kiếm tiền không được bao nhiêu mà đã như vậy rồi. Ổng cũng là từ ngũ đậu mễ đống mà ra đó. Đã biết những cái phù thuật xa xưa từ vu thuật mà truyền về á, thì lúc đó người ta mới chứng kiến là người ta tách cái linh hồn của cô gái đó ra. Cái cô gái mà ổng con ổng mà ổng giết đó, tách linh hồn ra chứng nghiệm. Thì khi mà chứng thì cổ mới biết cổ là ma. Tại vì ổng đem theo cái hũ cốt của con gái ổng ở trong cái gánh hát, thì tách cái hồn ra nó mới biết nó là ma. Khi nó biết là ma rồi nó mới giận dữ. Thì người ta mới khiến cái vong hồn nó quay về hại chị hại cha của mình. Bạn thấy người ta ác cỡ đó. Ta ác cỡ đó mà tà thuật nó ghê cỡ đó. Gia đình sát hại lẫn nhau. Chứ đừng có nói người ngoài. Gia đình chung máu mủ. Tại vì hồi nhỏ ông đã giết nó, ông tước đi sự sống của nó để nó phù hộ ông về phần âm. Ông giữ lại cái người chị, tại cái người chị cái cung mạng phù hợp với ông về phần dương. À, ông làm cha mà ông như vậy. Thì lúc đó là cái người mất đó mới nhận ra được cái điều đó, mới quay về mà trả thù. Thì khi mà cái vong nó trả thì ổng đâu có trở tay kịp bạn. Ổng chết trong đêm với lại cái người sinh đôi kia cũng mất luôn ở trong đêm. Người ta mới đem được cái cốt của cái cô mà là hồn ma đó ra để mà giúp cổ siêu thoát. Thì cái gánh nó tan biến từ đó. Nhưng mà những cái phù chú, những cái pháp bảo thì được người trong ngũ đậu mễ đấu đó, là sư phụ rồi những người anh em khác của cái ông mà bên ban nhạc mà Tân Theo nghe kể câu chuyện nãy giờ đó đi lụm về để mà họ hành pháp tiếp. À, thì cái nhánh này đó các bạn, cái nhánh bên cái ông mà ông kể chuyện cho Tân đó, thì rất nhiều người sư huynh đệ đều đi theo nghệ thuật, đều theo nghệ thuật hết. Nhưng mà do họ làm những cái chuyện nó không có trong sáng, trái luân thường đạo lý, tuy là chánh phái mà làm chuyện trái luân thường đạo lý, đâm ra là cái giá phải trả là cuộc đời sống trong nợ nần và nghèo khổ. Thật ra họ biết rõ là như vậy nhưng mà họ không có đường tiến thân mấy bạn, họ chỉ có lay lứt như vậy mà sống đỡ qua ngày thôi. Thì cái người mà Tân kể câu chuyện đó hiện tại bây giờ đã mất rồi. Ông mất ở tuổi 43, 45 gì đó. Lúc đó là Tân 18 tuổi. Tân biết ổng và cũng đi ổng một thời gian khá dài. Tại vì bên đó thuê cái dàn máy của bên công ty mình. Thì mình đi theo mình lắp mấy cái dây âm thanh là mình ngồi đó thôi. Rồi khi mà hết chương trình mình thâu dây điện mình đem về. À, mình đem mấy cái đàn ọt rồi này kia mình đem về. Ổng chỉ tới đó ổng lắp ổng chỉnh ổng làm gì đó ổng. Thì ngày xưa là Tân ngồi ở ngay cái phòng đó, mấy cái chỗ biểu diễn Tân ngồi âm thanh đó, là Tân biết ông này. Cái tà thuật á nó len lỏi vào cái thế giới đời sống con người, và đặc biệt là giới biểu diễn từ rất là xa xưa rồi, từ cách đây mấy ngàn năm về trước rồi. Cho nên có những người bạn thấy thanh sắc họ, cái duyên họ sống trường tồn đến khi mà họ già rồi người ta vẫn thương. Một là do cái đạo đức người ta sống,
Hai đó là người ta có tâm linh, đó là tổ người ta phù hộ cho người ta. Nhưng cũng không ít người sử dụng tà thuật để hại nhau. Không ít người sử dụng tà thuật để hại nhau. Ngay cả các ông chỉnh nghẹt nhỏ xíu như vậy thôi mà còn có nguồn gốc chánh phái ngũ đậu mễ đấu mà ông còn tồn tại như vậy, mà ông còn chưa hại được, ông còn chưa phù chú được bất cứ ngôi sao nào. Chứ đừng có nói tà pháp, nếu bạn có tà pháp thì bạn có thể khiến cho người ta nuôi bạn cả đời. Đúng không? Người ta nuôi bạn cả đời, cái năng này bạn vẫn phải sống lay lứt, cái gì cũng vậy, có dai có trả. Cái nghiệp mà bạn, cũng như những người mà nói trước thiên mệnh hay là coi bói, các bạn thấy có bao giờ họ giàu không? Không bao giờ họ giàu. Nhưng mà họ chấp nhận cái cuộc sống đó để họ coi bói cho thiên hạ. Để làm chi? Để họ gần gũi với tâm linh nhiều hơn. Khi mà họ coi bói đúng, người ta tới, người ta khen, người ta tặng, người ta thưởng, thì họ biết rằng tổ sư gia của họ ân điển đúng. Họ biết trên đời này có một cái không gian khác mà thần linh ma quỷ tồn tại. Thì họ chấp nhận cái cuộc sống nó không giàu có để họ giúp cho đời coi bói. Có ai coi bói mà thành tỷ phú đâu. Nếu họ coi được cho cả thiên hạ thì họ giàu rồi. Đúng không? Chứ mắc gì mà họ sống cuộc đời nghèo khổ vậy. Tỷ phú cũng đi coi bói. Nhưng mà tỷ phú thì giàu. Còn người coi được cho tỷ phú chưa chắc là người giàu. Các bạn coi phim các bạn cũng thấy. Có rất nhiều người là thái sư, rồi đại tướng quân, rồi phù thủy của một vương triều. Nhưng có làm vua được đâu. Cái vận mạng trời đã định như vậy rồi. Làm sao mà có thể thay thế được. Nhưng trong cái giới mà ánh hào quang nó càng lớn, lợi lộc nó càng nhiều, phù phiếm nó càng hiện hữu, thì nơi đó tâm linh nó rất là tồn tại, rất là mạnh. Còn những cái người thuộc xà lơ phái đó, biết một hai thứ về phong thủy, xong rồi lên mạng, đầu tiên bạn để ý nè, vị gái mà ra cãi lộn, nam nhi đại trượng phu, không có vị nhan sắc một ai đó mà đi ra cãi với thiên hạ, cái đó là tính đàn bà. Đúng không? Mình phải dạy cho vợ mình đúng sai, chứ không phải đi ra mà sử dụng rồi binh. Chưa biết như thế nào nhưng mà khơi móc lại những chuyện năm xưa, rồi sau đó đòi chứng yểm bằng kim mộc thủy hỏa thổ là biết tầm bậy rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ nào chứng yểm? Chứng yểm phải qua phù chú. Phải có phù chú, phải có lịch sử chứng yểm đàng hoàng. Nhưng mà Tân nói bạn hiểu một chuyện. Từ 25 đến 30 tuổi bạn biết về đạo thì bạn chỉ có tu tâm dưỡng tánh thôi. Từ 30 tuổi đến 50 tuổi, nếu bạn học về phù chú thì bạn cũng có chỉ thể là nghiên cứu và tìm hiểu, chứ bạn không thể phù chú bất cứ một ai. Nhưng mà từ 50 đổ đi đến 60 đó, thì lúc đó người ta mới chọn lựa hai con đường. Một là tìm hiểu luôn về tâm linh để biết coi có thế giới đó tồn tại hay không. Người ta chấp nhận tổn thọ, vì khi người ta biết cái thọ người ta mất, người ta vẫn có thể tồn tại một thế giới khác. Hai là sử dụng tà thuật để chứng yểm người khác, là lúc đó bạn chứng yểm trên mạng người, chứ không phải là bạn đơn giản bạn hại một con người mất đi tất cả, luôn cả mạng, thì cái thọ bạn cũng sẽ tổn. Nhưng mà lúc đó thì người ta đâu còn tiếc nữa, người ta sống hết đời người rồi, cho nên là người ta làm mọi thứ để cuối đời người ta được có tiền. Người ta chấp nhận đau đớn trong bệnh tật để mà người ta hại người khác. Chứ còn mà tuổi mà hầm hầm, nhỏ xíu, bày đặt chứng yểm ai. Tân là người kể chuyện tâm linh, Tân gặp rất nhiều người thầy. Người ta đều khuyên mình một chuyện là ráng sống tử tế, dựng mạng do trời, đức độ do mình. Nếu bạn là người sống đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng, người ta thương mình, người ta thương ít cũng được, người ta thương nhiều mình mừng. Chứ đừng ở đó mà chứng yểm ai. Mình kết bạn càng nhiều càng tốt. Đừng có đem lòng thù hận ai hết trơn á. Mà đặc biệt gì một người con gái mà chống đối lại hết là một trong những người rất là khờ dại. Không phải là cao nhân để mà chứng yểm một ai. Hãy nghe những câu chuyện trong Tam Quốc đi, đừng nói chuyện thần thánh. Tư Mã Ý là sao? Là người biết nhẫn nhịn. Người nhẫn nhịn nhiều nhất là người đạt thành cơ đồ sớm nhất.
Không, cơ đồ rộng lớn hay không là do bạn biết nhẫn nhịn hay không. Chứ miệng lưỡi người đời mà kẻ thù đâu mà không có. Không lẽ ai thù bạn chứng yểm hết hả? Sao được. Tránh voi trả xấu mặt nào. Mình lo sống bản thân mình. Hát bạn ha, nói để các bạn yên tâm. Đó, đại diện xà lơ phái nha. Thì bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.